Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì hội nghị. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Thời gian qua, công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học gắn với hình thức trực tuyến được ứng dụng tối đa nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh. Hoạt động tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, chú trọng triển khai tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, không gian mạng. Việc quán triệt các nghị quyết, hội nghị Trung ương 4 khóa 13 được thực hiện kịp thời, bài bản, sâu rộng đến từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thành phố. Các kế hoạch thực hiện được xây dựng kỹ lưỡng, giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện cụ thể. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại thành phố Đà Nẵng được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định và có một số cơ chế chính sách sáng tạo nhằm thu hút và đào tạo cán bộ có chất lượng cho thành phố. Công tác xây dựng trường chính trị chuẩn theo quy định số 11 của Ban Bí thư đạt được một số kết quả bước đầu. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo trường chính trị thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, rà soát đối chiếu các chỉ tiêu còn chưa đạt để có kế hoạch xây dựng và hoàn thiện. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu của trường, xác định lộ trình cụ thể hoàn thành các tiêu chí theo từng năm và các tiêu chí cần phải tích lũy theo nhiều năm. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết hiện nay thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Các hoạt động kinh tế xã hội đang dần khôi phục và tăng trưởng khá trên một số lĩnh vực. Thành phố Đà Nẵng cũng đang xây dựng định hướng trở thành trung tâm tài chính quy mô, đẳng cấp trong khu vực. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy đề nghị trường chính trị thành phố tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các chỉ tiêu lộ trình, sớm xây dựng thành công mô hình trường chính trị chuẩn theo quy định của Ban Bí thư. Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Đà Nẵng trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đồng thời tin tưởng năm 2022 sẽ là năm thành phố Đà Nẵng đạt được những kết quả tốt trong phát triển kinh tế, nhất là khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, cũng như thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để phục hồi tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nguồn nhân lực, nhất là nhân lực du lịch, vẫn là một vấn đề đặt ra cho Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Thì bây giờ mình muốn đón nhận một làn sóng du lịch được gọi là luồng gió mới, nền tảng mới mà lại không có người làm, thì đón bằng cái gì? Cung ứng các cái sản phẩm du lịch ra sao? Kết nối là cái gì? Chưa kể, để mà làm tốt hơn thì cái khái niệm về du lịch tổng hợp ở đây, từ cái chỗ nghỉ dưỡng ven biển, phải không ạ? Rồi đến là văn hóa, lịch sử, rồi gắn kết giữa Bà Nà, các tất cả mọi thứ, nó là liên quan đến một hệ thống các cái sản phẩm du lịch nữa. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, nhiệm kỳ này Bộ Chính trị rất quan tâm đến việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và kết luận Trung ương 4 lần này là tập trung đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn đảng như toàn diện hơn, quyết liệt hơn. Không chỉ nhấn mạnh tới việc ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, mà còn kiên quyết xử lý đối với các trường hợp có những diễn biến về tư tưởng chính trị, những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, cần chú trọng công tác đào tạo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Không để xảy ra cái tình trạng học đối phó, học để lấy chứng chỉ, học để luân chuyển, để bổ nhiệm, mà ở đây học vừa trang bị kiến thức, vừa trang bị phương pháp, vừa trang bị bản lĩnh chính trị, vừa rèn luyện để chúng ta trở thành những cái cán bộ mà đúng là gắn kết mật thiết với nhân dân. Báo cáo các ông chí như vậy để thực hiện cái vai trò lãnh đạo của mình, thể hiện vai trò nêu gương của cán bộ. Các quy định của Đảng bây giờ như thế, nhưng bây giờ trong thực tế chúng ta có làm được cái điều đó không? Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, việc đào tạo phải có kế hoạch ngay trong năm 2022 và 5 năm tiếp theo. Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phải có kế hoạch rõ hơn về công tác phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để xây dựng các lớp đào tạo cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ đào tạo trung cấp lý luận chính trị do Trường Chính trị thành phố thực hiện,
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi ý một số định hướng phát triển kinh tế đối với thành phố Đà Nẵng trong công tác chỉnh đốn đảng và đổi mới công tác đào tạo cán bộ. Theo đó, giáo trình giảng dạy đào tạo cán bộ phải cập nhật thường xuyên các nghị quyết mới của đảng, tình hình thời sự trong nước và trên thế giới.